Bây giờ chúng ta đi qua cái nội dung ha, đó là lịch sử phát triển của Internet. Thì Internet đó, phát triển vào cỡ khoảng năm 1969 và cái tên của nó là cái ARPANET. Thì bạn nào mà chúng ta có cái nhã hứng đó, ha, thì chúng ta có thể là lên trên mạng chúng ta search coi cái lịch sử phát triển của Internet đó như thế nào. Đây chúng ta nói sơ qua thôi. Thì năm 1969 như thầy nói đó, ARPANET ra đời. Thì cái ARPANET đó thì nó từ viết tắt của cái Advanced Project Research Agency, tiếng này của Mỹ nha các bạn. Rồi thì thật ra cái bằng mục mục đích ban đầu á là nó tạo ra được một cái hệ thống để có thể là chuyển thông tin nó dễ dàng hơn. Thì thuật ngữ Internet nó xuất hiện vào năm 1974. Thì lúc này á thì cái những cái trạm Internet á thì nó đã xuất hiện nhiều hơn. Thì tới năm 1983 thì cái TCP/IP ra đời. Thì cái giao thức này á, làm cho cái việc mà chúng ta truyền tải dữ liệu trên Internet á, thì nó dễ dàng và nó nhẹ nhàng hơn. Thế thì trước năm 1983 này á, thì Internet của mình á, thì nó sử dụng gì sử dụng cái phương pháp gì để nó truyền. Thì thực tế á, nó có một cái giao thức đó là OSI, một giao thức chuẩn mở. Nhưng mà cái OSI này á thì nó khá là nặng ha, giao thức có 7 lớp. Thế thì bây giờ nó khá là nặng thì người ta trong một cái quá trình mà ta chuyển đổi á thì cái này ha, ra được cái TCP. Thì cái TCP/IP này á thì nó chỉ có 4 lớp thôi nha các bạn. Thì nó nhẹ hơn. Nhưng mà thực tế hiện tại thì OSI này hiện tại nó vẫn đang là một cái chuẩn để cho những thằng khác nó nhìn theo ha. Thì từ năm 2000 các bạn thấy là từ năm 2000 Internet bắt đầu nó thuận lợi hơn. Thì Việt Nam của mình á cũng thấy các bạn thấy là năm ha, cái năm 2000 mấy á thì Việt Nam mình cũng có bắt đầu chúng ta có Internet mặc dù nó hơi chậm tí. Thì cái thời đại đó ha, và tới năm 2000 trở về hiện tại của mình á thì nó gọi là cái kỷ nguyên Internet. Thì chúng ta sử dụng Internet nó rất 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 là nhiều ha. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sống hình như có vẻ như là có hai thứ mà ta sống không thiếu được ha. Một là điện ha. Điện thì chúng ta không nói gì rồi ha, thiếu điện coi như là thiếu tất cả rồi. Hai á, đó là chúng ta thiếu internet. Giống như giờ thiếu hai thứ này thì coi như là cuộc sống ta không còn gì hết đúng không? Nên chúng ta qua cái nội dung thứ hai đó là dịch vụ World Web, World Wide Web. Thì World Wide Web nó viết tắt là từ WWW á. Thì đây là một trong những cái dịch vụ trên internet và cái dịch vụ này thì hình như không thiếu được. Thì ở đây á như trong slide cũng có nói đây là một dịch vụ trên internet. Cái dịch vụ này á thì đôi khi người ta lầm tưởng internet đó là World Wide Web và World Wide Web đó là internet. Tại vì ngày xưa á, khi mà chúng ta lên internet á thì chúng ta chỉ lên web ha, lên internet lên web cái đa số á thì cho nên á người ta có một cái nhận định nó hơi sai lầm tí là internet là World Web. Nhưng mà hiện tại á, thì các bạn biết là chúng ta lên internet không phải chỉ mỗi World Web không, chúng ta có thể là chúng ta xem phim nè đó, chúng ta có thể là chúng ta chơi game các kiểu không cần vào web, chúng ta gửi mail đó, đó là dịch vụ. Thì World Wide Web là gì? Đó là một hệ thống lưu trữ ha, hệ thống lưu trữ tra cứu thông tin siêu khổng lồ trên internet trên thế giới. Nó rất là nhiều ha. Có quá nhiều trang web để các bạn lên các bạn truy cập, các bạn tra cứu thông tin trên đó. Thì World Wide Web nó cung cấp thông tin dưới dạng là siêu văn bản hypertext. Thì siêu văn bản là gì? Siêu văn bản thực tế ra nó là những cái văn bản mà có một cái đường link nó dẫn tới văn bản khác thì nó là siêu văn bản. Nha các bạn. Siêu văn bản là một cái văn bản mà nó có cái đường link dẫn tới những cái văn bản khác thì nó gọi là siêu văn bản. Những cái trang web á thực tế được viết bằng cái ngôn ngữ HTML. HTML các bạn nhớ là viết tắt của từ này nha các bạn. Hypertext Markup Language HTML. Rồi. Thì cái ngôn ngữ này cái HTML này của mình á, đây là cái ngôn ngữ để viết ra cái trang web nha. Thì trang web trên internet á nó có những cái địa chỉ định danh thì viết tắt nó là cái gọi là URL và nó hoạt động như giao thức HTTP
hoặc là HTTPS. Thì bây giờ thầy ví dụ thế này ha, xem cái. Rồi. Thì bạn thấy đây là một cái chúng ta vào trang web. Thầy lấy ví dụ đi ha, thầy vào các trang web bóng đá, à, tầm bóng đá thế này. Rồi, thì đây là một cái trang web, được chưa? Và các bạn để ý phía trên này á, các bạn thấy nó có một cái chỗ để mà ta nhập cái đường dẫn vô, đúng không? Thì cái chỗ đường dẫn này nè, cái chỗ bóng đá này nè, đây là cái URL. Được không? Như hồi nãy thầy nói á, đây là cái đường dẫn URL. Rồi. Và các bạn thấy là khi mà các bạn gõ ra thì đây nó luôn luôn nó bao gồm cho các bạn một cái giao giao thức là HTTPS. À, ví dụ như bây giờ ha, thầy gõ, ví dụ như thầy gõ chữ VN Express chẳng hạn. Thì các bạn thấy là khi mà thầy gõ cái chữ VN Express á thì nó không có cái giao thức ở phía trước. Nhưng mà bây giờ thầy bấm Enter cái thì đầy đủ nó luôn luôn nó ghi thêm cái giao thức hai chấm và thêm hai cái dấu này nữa. Sau đó mới tới cái địa chỉ của trang web. Nè các bạn thấy nha. Thì bắt đầu luôn luôn là một cái giao thức. Thì hiện tại cái giao thức thì HTTP á và HTTP, HTTP thêm một chữ S vô cái nữa thì cái chữ S này vô cái á thì nó mang tính chất là nó thêm cái phần secure. Tức là nó thêm cái phần bảo mật ở trong đó. Thế thì bảo mật nó là cái gì trong đó thì nó có thêm nhiều cái thông tin ha. À, ví dụ như là các bạn thấy có cái bảo mật trên cái đường truyền, tức là cái đường truyền internet của mình bây giờ á, là cái đường truyền nó đã được encryption và nó được bảo mật ha. Ngoài mình và cái trang web ra thì thứ nhất là không có cái ai có thể biết được cái nội dung mà truyền. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai á là nó xác nhận luôn, à cái trang HTTP, cái trang VNS này là đúng chính chủ nha các bạn, đúng chính chủ ha. Thì đó là một trong những xác nhận của cái HTTPS này. Rồi. Tiệm ta nói sơ qua về cái World Web thôi ha. Về lịch sử ra đời của World Web thì cái ý tưởng được ra đời vào năm 1989 của Sir Timothy John Bernoulli. Thì các bạn thấy là cái tên nó là tên của ông đó đó là tên thế này đây. Nhưng mà người ta hay gọi ông á là Tim Bernoulli ha. Đây là cái giống như cái tên thân thuộc vậy đó, Tim Bernoulli. Thì các bạn biết là ở đây á thì người ta có thêm cái chữ Sir vào thì thực tế là ông Bernoulli này á là ông đã được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ, cho nên là chúng ta gọi cái từ kinh Sir Timothy John Bernoulli. Thì ông ra cái ý tưởng vào năm 1989 nha, ông ra ý tưởng vào năm 1989 nhưng mà mọi sự hoàn thiện á vào năm 1991 à. Thì các bạn biết là World Wide Web ngày xưa á, trên internet á thì nó không có hình ảnh và nó cũng không có cái nội dung nó màu mè nó như thế này. À, giống như mình đang xem. À, ngày xưa vì chúng ta thao tác trên web á thì thực tế nó chỉ là những cái dòng mà nội dung nó không có màu mè gì hết trơn á, chỉ có chữ trên đó thôi. Thế thì sau khi mà cái khái niệm World Wide Web nó ra đời á, ý tưởng á thì trang web nó mới giống như bắt đầu trở nên giống như những cái trang web mà chúng ta xem như bây giờ. Thì hiện tại á mà các bạn thấy cái trang web hiện tại á thì nó lên tới web như web 2.0. Web 2.0 rồi, nó hơi khác rồi ha. Thì nó được đề xuất thống nhất vào năm 1995, tức là được đề xuất nhất là cái World Wide Web của ông Tim Berners-Lee á. À, và thêm cái nữa là cái TCP/IP. À, TCP/IP thì nó được đề xuất thống nhất đây là hai cái protocol mà mặc định ở trên internet vào năm 1995. Cho nên các bạn thấy là muốn vào internet là phải có TCP/IP là vậy á ha. Rồi trang web nó phải là cái chuẩn HTTP của nói chung là chuẩn bộ web của ngài Bernoulli đưa ra ha. Thì tất cả đều thống nhất vào một cái bục họp vào năm 1995. Thì các bạn để ha, đây chúng ta có hai cái bức hình. Thì bên trái đây là Sir Tim Bernoulli
Thì đây là cái người mà tạo nên cái dịch vụ World Wide Web. Và bên trái của các bạn ha, đây là cái hình ảnh của cái nhóm nhạc Les Horribles. Thì đây là cái tấm hình đầu tiên được đưa lên trên trang web. Thì đây là cái nhóm nhạc mà ngài Tim Benelli rất là thích ha, cho nên đưa cái này vô đây đầu tiên. Chúng ta qua cái phần 3, đó là cái việc bảo mật khi mà chúng ta làm việc với Internet. Thì khi mà làm việc với Internet, tức là khi mà các bạn mở web lên đó, thì bây giờ lúc nào chúng ta gần như là chúng ta 100% ta làm việc với Internet hết rồi. Thì cái việc đầu tiên á là các bạn phải sử dụng cái antivirus. Thì antivirus thì nó nói sơ một phần nhỏ ở trong cái chương thứ thứ nhất rồi đó ha. Rồi sử dụng mặc định của Windows nha. Cái thứ hai á đó là chúng ta sử dụng cái tính năng user account UAC, user account control UAC. Thế thì cái UAC nó là cái gì? Thực ra cái tính năng UAC của nó của Microsoft Windows á, thì đây là cái một cái bước để chúng ta xác nhận lại những cái việc mà cái account nó đang làm. Rồi đây ví dụ như thầy share cái này luôn đi ha. Rồi thì cái đó để nằm ở đâu thì các bạn để ý khi mà các bạn vô đây ha, nó nằm ở trong cái setting đó. Nhưng mà ở đây chúng ta nói luôn ví dụ như UAC chẳng hạn, gõ search đây cho nó dễ. Rồi các bạn thấy user account control setting đi vô một cái. Rồi thì các bạn thấy ở đây á thì đây là một cái bước chỉnh của chúng ta. Thì cái user account control nó có 4 mức. Ví dụ như bây giờ á chúng ta đang chọn cái mức ở dưới đây. Nó not recommend nha các bạn, not recommend. Nó không có khuyến khích sử dụng cái này. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái mức này á thì cái user account á nó cái Windows chúng ta thấy có cài cái gì á thì nó cũng không hỏi và nó cũng không có thắc mắc gì. Nhưng khi mà chúng ta lên tới cái mức cuối cùng, cái mức cao nhất ở đây này á, thì làm cái gì nó cũng hỏi. Có một số cái nó cấm luôn á, làm cái gì nó cũng hỏi. Và cái mức mà chúng ta đang sử dụng á, đây cái mức default ha, là cái mức thứ thứ ba. Thế thì cái này á nó xài á thì nó bắt buộc ok các bạn như thế nào. Đây lấy ví dụ nha, ví dụ như bây giờ á chúng ta thử cài một cái chương trình ví dụ này chẳng hạn, được chưa? Ví dụ nha, chúng ta cài cái chương trình thì khi mà chúng ta click vào cái chương trình chúng ta cài á thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái câu hỏi đây, các bạn thấy không, user account control. Cái chương trình này nó sẽ thay đổi cái máy tính ta, bạn có muốn cài hay là không đó, các bạn thấy muốn cài hay là không. Đây thì mình có thể là mình coi cái thông tin ở đây các bạn thấy, thì đây là một cái bước để chúng ta xác nhận cái cuối cùng lại ha. Thì đó là cái user account control. Rồi cái thứ ba đó là chúng ta nên sử dụng tường lửa ha. Thì sử dụng tường lửa ở đây á là chúng ta sử dụng những cái chương trình internet security, hoặc là chúng ta sử dụng một cái chương trình firewall. Thế thì internet security là gì? Internet security thực ra đó là một cái, lát nữa mình cũng có học luôn á, tức là mình sử dụng một cái tính năng ở trong cái antivirus. Thì nó có thêm cái tính năng nữa đó là chúng ta bảo mật khi mà sử dụng internet. Còn cái firewall của Windows á thì firewall đó là một cái gọi là bức tường lửa, đó là cái bức chốt chặn cuối cùng. Thì muốn vào firewall Windows 10 á ha, chúng ta cũng rất là nhẹ nhàng, cái gì ở trong Windows 10 chúng ta đều có thể là gì search được đúng không. Firewall tường lửa rồi ghi chữ firewall, các bạn thấy đây firewall nó đây được không. Rồi bây giờ mình thử mình liếc vô ha. Thì cái firewall của nó thì thực tế á thì nó có hai cái rule, hai cái quy luật, đó là cái inbound và cái outbound. Inbound có nghĩa là gì? Inbound có nghĩa là những cái tập tin
những cái luồng thông tin nó từ ngoài internet vào, nó gọi là inbound. Còn outbound á, đó là những cái luồng mà từ cái máy tính của mình á mà truyền ra internet thì nó gọi là outbound. Thì cái tường lửa á, nó kiểm soát cái này, nó coi coi ai được vô ai được ra. Là giống như các bạn thấy bảo vệ trong công ty đúng không, thì đi vào đúng không, ví dụ như đi vào chúng ta phải có thẻ chẳng hạn thì mới được cho đi vào, còn ai không có thẻ á thì nó không cho vào đó. Thì ở đây á, nó cũng có những cái quy luật như vậy. Ví dụ như Epic Game lên trên hàng trong cái mạng là public thì nó cấm đúng không, còn những cái mạng những cái dạng khác á, thì các bạn thấy là nó cho. Các bạn thấy như thế này đây, và nó có một loạt ở đây loạt những cái rule và những cái cổng hay gì đó. Thì mấy cái này á thì chúng ta không có quan tâm. Và một cái lời khuyên á dành cho các bạn, thứ nhất đó là khi mà sử dụng chúng ta phải mở cái firewall này lên được không? Thứ nhất là khi sử dụng là chúng ta phải mở cái firewall rồi. Và cái thứ hai á là chúng ta nên để nguyên. Ở đây chúng ta không phải là, chúng ta chỉ là người dùng cuối thôi, chúng ta không phải là cái chuyên gia gì ha, thì chúng ta mở lên rồi, còn cái chuyện á để nó sử dụng ha, để nó làm cho chúng ta rồi. Thế thì sử dụng á thì nó như thế nào, mở lên á thì như thế nào. Thực ra khi bạn mở lên thì tự nó làm gì nó làm ha, thực ra mình không quan tâm đâu. Nhưng mà bây giờ mở lên thế nào thì bữa trước thầy có nói á, là chúng ta nên sử dụng cái Windows Security thế này đây. Bữa hôm đây ha. Rồi các bạn thấy firewall đây. Rồi, firewall các bạn thấy nó on về được rồi ha. Còn chừng nào mà nó off á thì bên đây nó sẽ có một cái nó sẽ có một cái màu đỏ đỏ, nó kêu là firewall off rồi. Thì mình click vào trong đó ha, mình click vào trong đó. Để nó yêu cầu nó mở ra. Thì nó có sẵn ha. Rồi. Thì hiện tại á trên internet mình có rất là nhiều những cái chương trình mà nó tạo ra cái firewall ha. Nhưng mà thực tế là mình là người dùng cuối, mình cũng không cần phải sử dụng những cái chương trình đó, xài cái của Windows là được rồi. Rồi vấn đề thứ tư đó là thường xuyên cập nhật hệ điều hành. Thì các bạn biết á là cái hệ điều hành là một cái phần mềm, một cái chương trình do con người phát triển thôi. Thì do con người phát triển thì thế nào ha, nó cũng có những cái phần sai, người ta gọi là ví dụ là những cái lỗi chẳng hạn. Thì việc mà chúng ta cập nhật hay điều hành thì đó là một cái dạng để chúng ta vá những cái lỗi đó, vá những cái lỗi mà có thể xảy ra để giúp cho máy tính chúng ta có thể là hoạt động an toàn hơn. Rồi, và cuối cùng á đó là chúng ta sử dụng cái chế độ duyệt web ẩn danh. Thì ở đây á, nó có hai cái trong trong bài này nó có hai khái niệm á, đó là chúng ta sử dụng cái chế độ ẩn danh hoặc là sử dụng trình duyệt web ẩn danh, hai khác nhau. Cái chế độ ẩn danh nó là gì? Cái chế độ ẩn danh á, đây thầy lấy ví dụ là chúng ta đang thầy đang sử dụng cái trình duyệt web đây. Thì trình duyệt web này thì khi mà các bạn vào đây, các bạn vào cái new in private window thì bạn thấy đây là một cái chế độ duyệt web ẩn danh, đây là chế độ duyệt web ẩn danh rồi. Còn nếu như mà thầy sử dụng một cái trình duyệt web ví dụ như bạn thấy Tor, thầy gọi như Tor đây đúng không, các bạn thấy đây thì Tor là một cái dạng trình một cái trình duyệt web ẩn danh nha. Tor là một trình duyệt web ẩn danh. Còn bên đây chúng ta vào đây chỉ là một cái chế độ duyệt web ẩn danh mà thôi. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có khá là nhiều những cái trình duyệt web ẩn danh nha các bạn. Ví dụ nha, ví dụ Tor, đây là trình duyệt web ẩn danh, đó là cái thứ nhất. Cái trình web ẩn danh thứ hai á đây, thằng này ha các bạn, Ray. Nó có hình của cái mặt con sư tử á, đây là một cái dạng thứ hai trình duyệt web ẩn danh nha. Thì hiện tại nó có hai cái trình duyệt web ẩn danh mà nó sử dụng khá là nhiều á, là hai cái đó nha. Rồi thế thì cái chế độ ẩn danh là gì, thì lát nữa mình nói luôn ha. Thì chúng ta biết là chúng ta có hai cái, một là chế độ duyệt web ẩn danh, hai là một cái trình duyệt web ẩn danh luôn.
Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai lớn, đó là khai thác và sử dụng Internet. Thế thì cái việc mà chúng ta sử dụng Internet á, thì đầu tiên muốn sử dụng được Internet thì nhiều khi mình phải có cái trình duyệt web đúng không? Thì cái trình duyệt web á, thì ở đây ta gọi là cái web browser nha các bạn. À, gọi là web browser. Ủa cái từ đó viết sao? Đây, trình duyệt web. Nó gọi là web ha. Rồi. Thì ở đây các bạn thấy là nó có khá là nhiều cái trình duyệt web thông dụng mà các bạn có thể thấy, ví dụ như Microsoft S là này đúng không? Cái icon nó lại này. Google Chrome. Google Chrome là cái này. Rồi Firefox. Safari. Safari còn như của thằng Apple đúng không? Và cuối cùng là Opera. Thì ở đây á, đây là những cái hãng, những cái trình duyệt web thông dụng ở đây. Thì trình duyệt web á, thì thực tế á, là nó có ở đây trong này nó có ba dạng hay các bạn. Thứ nhất là thằng Safari riêng luôn á, được tích hợp sẵn ở trong cái thằng gì Mac OS ha, Mac OS của máy Mac. Edge thì thằng này đây là trình duyệt web được cài đặt sẵn ở trong cái hệ điều hành Windows. Rồi Google Chrome, đây là cái khá là nổi tiếng của Google đúng không? Thì mấy cái hai ba thằng còn lại, ba thằng còn lại clear đi nhé. Hai thằng này được cài sẵn ở trên máy tính nè, đó. Còn ba thằng này là mình phải tải về để mình cài. Đó là cách phân chia thứ nhất. Cách phân chia thứ hai, các bạn thấy nó là sử dụng những cái lỗi bên trong. Thì Google Chrome, Microsoft Edge và cuối cùng là Opera thì nó xài cùng một cái lỗi, đó là cái Chromium, các bạn thấy Chromium của Google sản xuất. Safari thì nó xài cái lỗi riêng của nó rồi. Và Firefox thì nó một mình một ngựa, hiện tại nó một mình một ngựa. Sử dụng cái dạng gọi là web web kit hay gì đó, web kit hay engine là thầy cũng không nhớ nữa. Nhưng mà nó là một mình một ngựa ha. Rồi. Ba thằng này gọi lên như ba thằng này ha, là chơi chung nhóm, mà thằng này là nhóm mà cuối cùng thằng này nó lại nhóm riêng. Bây giờ các thao tác cơ bản thì đầu tiên là duyệt web. Duyệt web là cái gì thì các bạn biết rồi đúng không? Chúng ta duyệt web có nghĩa là chúng ta chạy lên trên trang đây đúng không? Rồi đó. Sau đó chúng ta gõ một cái địa chỉ nào đó. Ví dụ như VN Express hay là cái tuổi trẻ.com gì đó. Đây, ví dụ thế này. Thì đây gọi là chúng ta đang mở một cái trình duyệt web và chúng ta đăng nhập và sử dụng Internet ha. Chuyển hướng thì thực tế ra nó giống như cái việc là đang có đây đúng không? Rồi sau đó chúng ta click vào một cái đường link để mà chúng ta vào một cái trang web khác, thì cái này á người ta gọi là cái chuyển hướng ha, gọi là chuyển hướng. Rồi lưu trang web thì lưu trang web á thì các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn đây chúng ta bấm nút gì đây, bấm nút lưu sale đâu rồi, ủa bên đây sao không thấy sale, mò tuần đây. Hình như các bạn sử dụng cái Google Chrome là chính đúng không? Ví dụ nha, Google Chrome đây đúng không? Đây Google Chrome, ví dụ như bây giờ á, các bạn vào một cái trang web ví dụ như tuổi trẻ chẳng hạn, tuổi trẻ.com.vn đại loại là như vậy. Rồi thì Google Chrome đúng không, click vô đây cái Google Chrome nó có lưu đây không? Rồi không có lưu ha, không có lưu thì cũng vào Motul ha, Sell Page, hoặc là các bạn nhấp chuột phải ha, các bạn nhấp chuột phải vô trang, nhớ là nhấp chuột phải vô chỗ khác nha, chứ đừng có nhấp vô cái máy tấm hình này nha các bạn. Rồi nhấp chuột phải vô đây các bạn nè,
Rồi các bạn thấy là chúng ta có CV hoặc là các bạn sử dụng cái kênh internet. Và khi các bạn bấm kênh internet hoặc là CV đó, lý do cái thì hỏi trang web này mình sẽ được lưu ở đâu. À, ví dụ như mình lưu ở desktop chẳng hạn đúng không? Các bạn thấy thì cái đuôi của nó là cái đuôi nó là chữ HTML nè ha. Rồi bấm nút save một cái ví dụ nha. Rồi. Bây giờ sau đó sẽ chạy ra tuốt ở ngoài desktop ha. À, nhấp vô một cái coi, chạy qua desktop coi nó có gì không. Đây, chạy 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 xuống dưới. Đây, tin tức đọc báo điện tử tuổi trẻ. À, rồi lúc này chúng ta chỉ double click vô ha. Rồi, trang web nó đã được tải về máy tính. Cái này dễ hơn các bạn. Rồi, đánh dấu trang web. Thì đánh dấu á, thì có một số á, thì nó gọi là bookmark, ha, một số nó gọi là favorite. Thì đánh dấu trang web nó là cái gì? Thì đánh dấu trang web á thì nó là việc ta lưu lại cái trang web để lần sau chúng ta nó mở nó dễ hơn. Rồi đánh dấu thế nào? Thì bây giờ thầy lấy ví dụ ở đây. Đánh dấu thì các bạn thấy là nó có cái trên trang web của mình đúng không? Nó có cái chỗ đây đó. À, cái dấu sao đó thì chúng ta tích vào một cái thì đây có nghĩa là chúng ta đã đánh dấu hoặc là lưu bookmark rồi. Thế thì mà khi mà các bạn lưu bookmark á, các bạn lưu bookmark á, thế thì cái bookmark này ở đây được lưu trên đâu? Thì cái thanh này của mình á, các bạn thấy chỗ dưới này á, nó gọi là cái thanh bookmark bar. Rồi, đây nó gọi là cái bookmark bar đây. Được ha. Hoặc là các bạn có thể là chúng ta tạo nên những cái thư mục ở trong cái bookmark bar này, mình tạo thêm ví dụ như edit thêm cái nữa ha. Bên đây nó gọi là cái gì? Tin tức đúng không? Rồi, tin tức. Đó, các bạn thấy. Ví dụ mình lưu ở đây tên tin tức, mình bấm nút gì đây các bạn, nút save. Thì bạn thấy cái trang web của mình đây ha. Đâu rồi? Rồi, nêu cái các bạn thấy đây. Các bạn thấy có học tập, có phim, có tin tức. À, tin tức đây, hồi nãy mình đã sơ lưu đúng không? Rồi, click vô một cái. Thì các bạn thấy là mình có thể là mình thay đổi ha. À, mình thay đổi, mình không muốn lưu nữa thì mình gỡ cái gì ra đây các bạn, gỡ cái này ra. À, mình bấm nút là remove. Rồi, được không? Đây, hoặc là các bạn vô trong này để mình điều chỉnh trong này ha. Google Chrome. Cốc cốc thì nó cũng tương tự các bạn, cốc cốc nếu các bạn thích thì nó cũng tương tự như vậy thôi ha. Rồi. In trang web. In thì khỏi nói rồi ha, in thì hồi nãy là chúng ta bấm kênh internet, in thì kênh trên B đúng không? Rồi nhấp vô đây một cái kiếm kênh trên B, các bạn thấy kênh trên B muốn nút green cái. Thì khi các bạn bấm nút green á thì ở đây nó có một số những cái lựa chọn. Rồi in trang web các bạn thấy có số lựa chọn. Cái lựa chọn đầu tiên đó là hỏi ê in ở bằng cái máy in nào. Ví dụ như hình như máy tính của thầy chỉ có hai cái bên thôi ha. Một là in từ Evernote. Đây, tất cả các máy in mà thầy đã cài đặt vô máy ha, ví dụ như HP, Brazier gì đó. Nhưng mà hiện tại thì máy in này nó không được kết nối, nó là ở trên 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 văn phòng của trường á. Rồi ví dụ như mình in to PDF đi ha, click vô một cái. Rồi, trang nào? Tất cả hay là custom thôi, layout, portrait hay là landscape. Thì portrait landscape là in dọc hay là in ngang á các bạn. À, cái chiều giấy của mình á là giấy dọc hay giấy ngang, in màu hay không hay là in trắng đen. Ha, rồi một số cái setting khác. À, ví dụ như là chuẩn ví dụ như hiện tại ta size in A4 đi. Đó, rồi bao nhiêu trang trên một cái tờ A4. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói là 4 trang trên tờ A4. Thì khi mà nó 4 trang trên tờ A4 á thì các bạn thấy đây, tờ A4 mình vậy đúng không? In trang 1, trang 2, trang 3, trang 4 nè. Đó. Rồi, lề scale. Thì cái scale của nó là kiểu là giống như là chúng ta cái scale là chúng ta coi cái ha, chúng ta thu nhỏ hoặc không to gì đó ha. Ví dụ cái giảm đi ha, ví dụ như 80% đi, các bạn thấy là cái trang web của mình á thì nó nhỏ hơn rất là nhiều so với cái khổ giấy ha. Đây. Rồi. Option cái nữa header footer. Header footer là cái đầu trang các bạn thấy ở đây, thầy mở lớn lên ha. Các bạn thấy là tuổi trẻ các kiểu nè, thì những mang này là cái header nè ha, header.
Rồi footer là nằm ở dưới này nè, các bạn thấy nó hơi hơi mờ mờ đúng không? Hơi mờ mờ nằm dưới, tại vì đâu hơi mờ mờ đúng không? Cái nó bự ra ra. Đó, cái chỗ này là trang máy gì đó ha, các kiểu ha. Rồi. Sao, nếu mà anh ta chọn xong hay bấm nút gì đây các bạn? Bấm nút ring. Rồi bấm nút ring cái thử cái nha. Rồi mình bỏ lên desktop luôn đi ha. Rồi ví dụ như là in trang web. Cái tên nó vậy đi. Các bạn thấy là đuôi nó là PDF đúng không? Share một cái. Rồi in rồi á ha. Rồi bây giờ thử coi trên desktop nó có không? Desktop in trang web. Ê, 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 ê. Đây in trang web của mình đây, click vô cái thử coi. Đây là các bạn thấy, đây là cái trang web mà mình mới vừa được in ra ha. In bốn cái trang ha, bốn trang web trên cùng một cái tờ A4. Đây. Và ở đây trang web này nó hơi dài ha, nó dài nó tới 7 trang lận ha, 7 trang. À không. Ở chỗ này là đúng rồi, 7 trang. Thì các bạn thấy đây, footer ha. Nằm đây. Còn trên này là header. À, header. In ngày 18 tháng 5. Rồi thì mấy thao tác cơ bản này ha thì qua lại ạ.